Tập 14. Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chị Liên Phó đã căn dặn kỹ rồi chưa? Căn dặn kỹ rồi. Được. Như vậy tôi nói thêm với mọi người mấy điều. Thứ nhất, ngày mai là hôn lễ của Triệu Kinh Trập. Trong hôn lễ chắc chắn sẽ phòng bị nghiêm ngặt, cho nên mọi người phải cẩn thận. Trước khi trời tối không ai được hành động. Ẩn nấp cho tốt là nhiệm vụ của mọi người phải hoàn thành. Thứ hai, trong hôm lễ chắc chắn sẽ có các kẻ cầm đầu lớn nhỏ của các núi khác tham gia. Trong đó chắc chắn sẽ có cao thủ. Cho nên không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng xảy ra xung đột với bất cứ ai. Phải nhớ mục tiêu của mọi người là Triệu Kinh Trập. Thứ ba, mọi người đều là tinh anh của Đặc Vụ Liên. Tôi muốn mọi người đều sống sót trở về. Cảm ơn trưởng quan. Xuất phát. Dân. Cha, những món này đều là con làm. Cha ăn nhiều vào đi. Lần đầu con nấu ăn đấy. Cũng không biết có hợp khẩu gì của cha không. Có phải con có chuyện muốn xin không? Sao hôm nay lại ngoan thế? Cha, thời gian trước toàn chọc giận cha. Con xin lỗi. Mãi mãi đừng nói xin lỗi cha. Mùa gì được đấy. Cha, cha ăn nhiều vào. Thực ra cha không nỡ để con đi. Sao mà nỡ chứ. Làm gì cả ngày về đến nhà, chỉ lúc nhìn thấy con gái mới là lúc mãn nguyện nhất. Sau đó có con gái ăn cơm chung, uống chút rượu, cùng trò chuyện. Đó mới là cuộc sống mà cha mong muốn. Cha, không phải con đã hứa sẽ ra nước ngoài sao? Con biết là cha muốn tốt cho con. Con đã khóc sao? Con làm gì có. Mắt con sưng cả rồi. Cha, ăn nhiều vào đi. Tay nghề của con không tốt, để mặt một chút đi. Nào, cha ăn. Đi trưởng. Trình Phong còn làm gì vậy? Chắc cậu không định đặt thứ này vào chỗ họ đồng phòng chứ. Đi trưởng, hôm nay chúng tôi thấy dáng vẻ đau lòng của anh, các anh em đều kìm nén cơn giận. Nếu đây người phụ nữ như Thạch Cốc Vũ sống trên đời này, lẽ trời khó dung. Trịnh Phong, tất nhiên đây cũng không phải chuẩn bị cho mình cô ta. Anh em chúng ta cử đi đều rất tài giỏi, nhưng không thể đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Chúng ta bắt Triệu Kinh Trập không phải ngày một ngày hai, nhưng vẫn may cứ đồng hành cùng hắn. Hắn luôn có thể thoát chết. Cho nên tôi chuẩn bị nước đôi. Được. Liên trưởng à, anh cũng biết trung đội trưởng nhất là bạn tốt của tôi. Anh ấy chết trong tay của Triệu Kinh Trập và Thạch Cốc Vũ. Tôi hận bọn họ. Tôi muốn trả thù cho anh em. Liên trưởng, anh làm sao vậy? Không có gì. Trình Phong sống sót trở về. Dân. Cha, xin lỗi. Con thực sự không có ý muốn tổn thương cha. Nhưng con cũng không muốn miễn cưỡng bản thân chấp nhận sự an bài của cha. Con mong đường của mình tự mình đi. Cha.
cha, xin hãy tha thứ cho con. Anh à, đi thôi. Tiểu Mãn, con đường này nếu là em tự chọn, anh mong em đừng hối hận. Anh à, chăm sóc tốt cho cha. Đi theo đuổi hạnh phúc của em đi. Đi. Cha, đi rồi à, đi rồi. Con có thể đảm bảo nó quay về an toàn không? Cha yên tâm, chắc chắn sẽ đưa nó về trước cơm tối ngày mai. Chuyện gì vậy chứ? Cha đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta cũng là muốn tốt cho Tiểu Mãn. Yêu cây đại ca, nhất định phải mặc như vậy sao? Tiểu thư, cô mặc tạm đi. Nơi chúng ta đến là hang ổ thổ phỉ, người ở đó không hiểu quy tắc, mắc công lại động tay động chân làm tiểu thư bị thương. Không phải còn có kinh trập sao? Đại đương gia chúng tôi bằng tổ chức hôn lễ, e là không chăm sóc chu đáo. Tiểu thư là người thành phố, không hiểu quy củ người nhà quê. Ba ngày thành thân không phân biệt người lớn trẻ nhỏ, động tay động chân cũng là chuyện thường. Kết hôn sao? Ai kết hôn vậy? Không phải lão ta một mắt lại muốn kết hôn chứ? Không phải, không phải lão đương gia, là đại đương gia. Kinh trập à, kinh trập sắp kết hôn với ai? Đương nhiên là Cốc Vũ tiểu thư rồi. Trừ Cốc Vũ tiểu thư ra còn ai xứng với đại đương gia chúng ta, có phải không? Tôi nói này tiểu thư. Tiểu thư à, đợi đã. Đợi tôi với. Tiểu thư à, đợi đã. Cặp cái đó qua đây. Để đây, để đây đi. Để ở đây. Được rồi, bên đó, chuẩn bị đi. Nè, đem qua bên đó. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chúc mừng, xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Đương gia, anh đem ở cửa núi báo cáo, chẳng có động tĩnh gì, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Cô gửi Âu Dương Đại Mãn trước giờ làm việc kỳ quặc, ra tay tàn độc, phải đề phòng một chút. Thực ra các anh em đều muốn về uống rượu mừng. Giữ lại vài người giám sát, số còn lại rút về trước buổi trưa. Được. Đã được chưa? Chuẩn bị sao rồi? Giải quyết xong rồi. Ẩn nấp. Thank you.
Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Tiểu thư, gì vậy chứ? Tiểu thư à, cô muốn làm gì? Đợi đã. Tiểu thư à. Bà cô à, làm sao vậy chứ? Tiểu thư à, không sao chứ? Tiểu thư à, tiểu thư, ngã có bị thương không? Sao rồi, ngã bị thương ở đâu? Cô không sao chứ? Hành đại lễ, cảm tạ người mai mối. Miệng lễ, miệng lễ. Dứt bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Sớm sinh quý tử. Các vị huynh đệ, hôm nay là ngày vui của tôi và Cốc Vũ. Chúng tôi cảm ơn mọi người. Tôi mời mọi người không sai không về. Đại đương gia uống một bát. Châm thêm. Được nào, mọi người uống đi. Rót đầy, rót đầy nào. Cạn ly đi. Các anh em, các anh em ăn uống no say ra sức uống nhé. Nào, ăn ngon đấy. Vất vả rồi. Các anh em vui lên nào. Ăn ngon nhé các anh em. Nói với anh em, uống ít thôi, đừng làm lỡ chuyện tối nay. Tôi biết rồi. Cậu biết cái gì chứ? Anh Hổ tử lượng tốt. Tử lượng tốt. Uống nhiều dầu. Nào nào nào, uống nhiều dầu. Rượu ngon quá. Nào ăn đi, ăn đi. Uống nhiều dầu. Anh Hổ vui lên nào. Vui lên. Hôm nay là ngày vui của đại đương gia. Các anh em đều vui vẻ mà uống cho đã. Anh đây bên ngoài mai phục sao rồi? Không thành vấn đề. Nào nào nào, rót rượu đầy vào cho tôi. Nào nào, rót đầy đi. Các anh em uống nhiều vào. Nào nào nào, uống rượu đi. Uống nhiều vào. Nào nào. Cha, con đi gọi Tiểu Mãn xuống ăn cơm. Thôi đi. Mặc kệ nó. Qua cơm đi. Ăn đi, con ăn của con đi. Không có đứa nào chịu nghe lời hết. Cha, anh à, sao hai người ăn cơm cũng không gọi con vậy? Nào, Tiểu Mãn, còn nóng đấy. Cảm ơn cha. Cha cũng ăn đi.
gia. Hai người ăn cơm đi. Phòng đây có một cái giường, 246 của em, 357 của anh. Em là con gái nên được ưu tiên chăm sóc. Tối nay giường là của em. Anh ở đâu? Diễn kịch kết thúc rồi. Hồ Lạc Thang cũng không đập đầu chết nữa. Các anh em cũng uống thỏa thích rồi. Em mệt, em muốn đi ngủ. Anh đi tìm chỗ đi. Anh cảm thấy nếu kết hôn thì chúng ta kết hôn thật. Chuyện không chân thật Triệu Kinh Trập không làm. Triệu Kinh Trập à, em chưa từng nghĩ sẽ làm thế thơ của Tiểu Mãn. Em không nhìn được người nằm kế mình, trong lòng là nghĩ tới cô gái khác. Chuyện chúng ta kết hôn, cho dù là thật giả, Tiểu Mãn sao cũng biết. Anh không thể tổn thương cùng lúc hai cô gái. Em sẽ tìm lúc nói với Tiểu Mãn sau. Nếu hai chúng ta là vợ chồng thật thì mới làm tổn thương cô ấy nhất. Ngủ ngon đi người anh em. Đừng có gọi anh là người anh em có được không? Giờ em là phu nhân của anh rồi. Cốc Vũ, em phải chuẩn bị tâm lý. Giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi thì không thể là một hai ngày, một hai tháng, thậm chí không phải là 10-20 năm. Đây là chuyện cả đời. Nếu đã như vậy rồi, còn gì trong lòng anh có người phụ nữ khác mà khiến một cô gái phải từ bỏ hạnh phúc cả đời cô ấy? Anh không làm được. Anh đừng ép em có được không? Em thừa nhận là em thích anh. Em cũng biết em không phải là mẫu người anh thích. Em từng nói em chỉ muốn ở bên anh, muốn mỗi ngày có thể thấy anh. Nhưng điều này không có nghĩa phải có cái gì đó. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hơn nữa em chưa từng nghĩ sẽ phản bội Tiểu Mãn. Em thà làm bạn bè cả đời với anh. Em có thể trở lại làm con gái, nhưng không muốn làm đứa con gái xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác. Nào nào, thêm một bát. Uống đi. Uống nào. Rót đây. Uống đi. Uống thêm một bát. Sao anh không uống nữa vậy? Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đi đi đi. Chia ra hành động. Vâng. Uống từ trưa tới giờ còn được mấy tên tỉnh chứ? Các người nghe rõ cho tôi, trong đám thổ phỉ có rất nhiều thôn dân bản địa. Mục tiêu của chúng ta là Triệu Kinh Trập, nhất định được tổn thương người vô tội. Nếu đến mức bất đắc dĩ phải nổ súng, nhất định phải nhắm vào tên nào có vũ khí. Có hiểu chưa? Hiểu rồi. Hành động đi. Kinh Trập, chúng ta làm một cuộc giao hẹn đi. Em nói đi. 3 năm. Hai bên đợi nhau thêm 3 năm. Nếu 3 năm sau anh không ở bên Tiểu Mãn thì chúng ta sẽ làm vợ chồng thực sự. Cốc Vũ, Triệu Kinh Trập, giờ chúng ta đều cần thời gian quên đi. Tất cả đều cần.
Làm sao vậy? Sao vậy? Nhanh chạy đi! Không hay rồi, đại đương gia với phu nhân có khả năng gặp chuyện rồi. Hãy nhanh đưa người qua đó, chỗ này giao cho tôi. Mấy người đi với tôi. Đi. Rồi các anh em cùng tôi xông ra ngoài. Bọn chúng không chạy thoát được đâu. Nhưng không hay, chúng ta bị bao vây rồi. Rút. Phu nhân không sao chứ? Không sao. Đại đương gia đâu? Không thấy. Trong phòng cũng không thấy. Đừng lo mấy chuyện này nữa. Nhanh đi tìm đại đương gia. Nhanh lên đi. Nhanh chia ra tìm. Đại đương gia. Đại đương gia à? Không hay rồi, chúng ta bị bao vây rồi. Các vị, các người bị bao vây rồi. Bỏ vũ khí xuống, dao đập súng thì không giết. Triệu Kinh Trọng, nghe nói bắt ba ba trong dại chưa? Các người đã ở trong dại rồi. Triệu Kinh Trọng, nếu như anh là đàn ông thì ra đây cho tôi. Ẩn nấp thì là anh hùng gì? Trị Liên Phó, hôm nay vốn là ngày tốt của tôi, nhưng các người làm bọn tôi thấy không thoải mái. May mà tôi với phu nhân chẳng việc gì, tôi cũng không muốn làm khó các người. Các vị để lại vũ khí, đạn dược thì các người có thể đi. Kinh Trập, ăn nói hàm hồ, bắn cho tôi. Liên Phó à, không sao. Trình Phong, anh muốn tìm cái chết là chuyện của anh. Anh muốn các anh em khác chết chung sao? Bỏ hết vũ khí xuống. Triệu Kinh Trập, ông đây là quân nhân. Cha anh không nói với anh sao? Quân nhân thập bát đoàn, tha mất mạng chứ không mất súng. Quyết không mất súng. Có gan thì giết bọn tôi đi. Đến đi, mau đến đi. Đến đi, mau đến đi. Các anh em, mọi người đều rất giỏi. Chúng ta không thể là mất mặt thập bát đoàn, không thể là mất tôn nghiêm quân nhân. Không tồi đấy. Đúng vậy, khẩu súng này không tồi. Cho tôi xem đi. Hắc hổ. Đại đương gia, trả súng lại cho bọn họ đi.
đây cho đám người chết sao? Đây là hàng tốt thượng hạng đấy, trả lại cho họ đi. Chúng ta liều cả tối không phải vì cái này sao? Tôi bảo anh trả cho họ mà. Không đưa. Trong tay các người ai còn súng? Trả lại cho bọn họ đi. Các người điên hết rồi sao? Lời của đại đương gia chính là thánh chỉ của hoàng thượng. Trả súng đi. Nghe một lính già từng làm thổ phỉ dưới trướng Triệu Kinh Trập nói, anh ta và rất nhiều anh em từng bắt nhìn thấy cảnh vừa tàn nhẫn vừa bi tráng. Tối hôm đó 11 vương dân bị bao vây ở loạn Thạch Nhai, dùng tính mạng của mình giữ gìn tôn nghiêm của thập bát đoàn. Cũng từ sau tối hôm đó, những tên thổ phỉ từng giết người cướp của, ức hiếp trai tráng, chiếm đoạt phụ nữ, lờ mờ cảm giác được sự khác biệt giữa thổ phỉ và quân nhân. Sự khác biệt giữa đàn ông với đàn ông lại khác xa nhau đến thế. Các người đã thấy chưa? Nằm xuống ở đây chính là người của thập bát đoàn, là kẻ thù của chúng ta. Danh hiệu của thập bát đoàn không phải bốc phép mà ra, là họ dùng mạng để tạo nên. Giờ đã biết vì sao chúng ta ở Thanh Phong Lĩnh thua thảm như vậy không? Chúng ta muốn tranh thắng thua, luận thắng bại với họ. Nói một câu các người không thích nghe, các người còn kém xa lắm đấy. Những tên thích đến nhà thủ chỉ có thể nói họ là gà trống, không phải đàn ông. Những tên thích đến sòng bạc có thể nói họ là đồ điên đồ ngốc, càng không thể xem là nam tử hán. Những tên thích đi cướp bóc ức hiếp trai tráng chiếm đoạt phụ nữ, nói cho chính xác họ còn chẳng được xem là người. Rất nhiều người đều nói Thanh Phong Lĩnh chúng ta không thiếu người không sợ chết. Câu này tôi tin. Trong chúng ta đúng là không thiếu người không sợ chết. Nhưng mà tôi có thể ở đây vỗ ngực mà nói với các người, chỉ là một tên đàn ông không sợ chết càng chẳng được xem là anh hùng hảo hán. Chỉ có là một người đàn ông vừa không sợ chết vừa không sợ mất mặt thì mới là đàn ông thực thụ. Đại đương gia, người của Thanh Phong Lĩnh tôi không được xem là quân nhân, nhưng cũng nên có phiên hiệu, không thể để kẻ khác suốt ngày nói chúng ta là thảo khấu hoang dã. Cậu là đại đương gia, cậu quyết định đi. Vậy được. Các vị, từ hôm nay trở đi, phiên hiệu của chúng ta là Phong Lĩnh Thập Nhất Quân. Thập Nhất Quân, Thập Nhất Quân. Thập Nhất Quân có ý gì? Những người nằm xuống trước mặt chúng ta xem như là giáo quan quân sự của chúng ta. Chúng ta không những phải nhớ rõ họ, mà còn phải để họ nhìn thấy người của Thập Nhất Quân ai nấy đều là những nam tử hán thực thụ không sợ chết. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Nói lại một lần nữa, Trình Liên Phó và 10 trưởng quan khác bị bao vây ở khe hẹp loạn Thạch Nhai, không ai rút ra được. Chết hết rồi. Triệu Kinh Trập thì sao? Triệu Kinh Trập thì sao? Tôi nghe nói Triệu Kinh Trập còn sống, chỉ là bị thương nhẹ. Tại sao hắn vẫn chưa chết chứ? Tại sao hắn vẫn chưa chết chứ? Không, chuyện này không liên quan tới tôi, trưởng quan à. Yêu kê nào, đến đây, đến đây. Yêu kê,
Chuyện này không trách anh. Là họ mắc bẫy của Triệu Kinh Trập, là họ vô dụng. Còn anh, không có công lao cũng có khổ lao. Lát nữa tôi mời anh ăn cơm. Đi thôi, cha nói không đến tiễn em đâu. Vào ngày thứ hai, Triệu Kinh Trập và Thạch Cốc Vũ cử hành hôn lễ. Tiểu Mãn lặng lẽ rời khỏi Phong Lĩnh, bắt đầu cuộc sống du học dài 3 năm. Cô ấy không biết hành động ám sát nhắm vào Triệu Kinh Trập và Thạch Cốc Vũ ở Loạn Thạch Nhai. Tất nhiên cũng không biết hai người bạn của cô tuy cử hành hôn lễ, nhưng giữa hai người vẫn luôn là mối quan hệ ở cùng phòng chứ không hề chung giường. Nào yêu kê, là như vậy. Mời anh ăn cơm. Là có một chuyện. Trình Liên Phó hy sinh vì nước, cho nên tôi muốn điều anh vào vị trí của anh ta, có được không? Liên Phó sao? Đúng vậy. Cái này theo cách nói của đám thổ phỉ thì giờ anh là nhị đương gia của Đặc vụ Liên chúng tôi. Đa tạ trưởng quan cất nhắc. Nhưng mà để tôi nói trước đã. Nếu tôi đã điều anh vào vị trí này, chứng tỏ hoàn toàn tin tưởng anh. Anh nhất định được phụ lòng tôi đấy. Nào, đây. Chuyện Triệu Kinh Trập với Cốc Vũ kết hôn anh có nói với ai chưa? Chưa, tôi chưa nói với ai hết. Có nói với em gái tôi không? Không. Từ sau khi gặp tiểu thư ở Què Thủ Trang thì tôi không còn gặp cô ấy nữa. Là như vậy, anh phải nhớ anh đã nói chuyện này cho em gái tôi biết. Nó đã biết chuyện Triệu Kinh Trập với Cốc Vũ kết hôn. Không phải trưởng quan là tôi, nghe tôi nói đã. Nó rất giận vì Triệu Kinh Trập luôn là người đàn ông nó yêu nhất. Cốc Vũ cũng là người phụ nữ tôi yêu nhất, cho nên nó không nuốt trôi cơn giận này. Nghe đã hiểu chưa? Cha đã dặn câu thế nào? 11 mãn người, 11 quân nhân ưu tú nhất thiệt mạng trong tay Âu Dương Đại Mãn con. Cha có thể nghe con giải thích không? Con còn muốn giải thích cái gì? Con thực sự chỉ là cử hai người đi bảo vệ Tiểu Mãn. Tại sao Trình Liên Phó cũng đi? Chuyện này con không biết. Trình Phong chỉ là Liên Phó, không có liên trưởng con phê chuẩn, cậu ta dám tự ý hành động sao? Cha, con thừa nhận là con thất trách. Cha xử phạt con thế nào cũng được, nhưng con thực sự không biết. Sao con biết tin tức này? Là Yêu Kê. Yêu Kê là ai? Hắn vốn là nhị đương gia thân Phong Lĩnh. Bọn con bắt được hắn ở Què Thủ Trang, sau đó con sách độc được hắn. Trong quá trình dây quét thổ phỉ thành Phong Lĩnh, hắn cung cấp cho chúng ta rất nhiều tình báo, bao gồm cả Triệu Kinh Trập dường như ở Loạn Thạch Nhai, cũng là Yêu Kê cung cấp. Mấu chốt là Trịnh Phong. Tại sao Trịnh Phong lại biết chuyện Triệu Kinh Trập và Cốc Vũ kết hôn? Cha, chuyện này con chỉ nói với cha, không nói với ai cả. Nếu cậu ta không biết chuyện này, sao cậu ta lại đưa người đến Loạn Thạch Nhai? Nói. Là Tiểu Mãn nói với cậu ấy. Không phải con nói sau khi Tiểu Mãn tới Loạn Thạch Nhai mới biết chuyện Triệu Kinh Trập kết hôn sao? Chúng ta đều bị Tiểu Mãn lừa rồi. Từ đầu Tiểu Mãn đã biết chuyện Triệu Kinh Trập và Cốc Vũ kết hôn, chỉ là nó không nói với bất cứ ai. Vậy sao Tiểu Mãn biết được? Yêu Kê nói với nó. Sao Yêu Kê quên biết Tiểu Mãn?
Lúc Triệu Kim Trập đi theo Tiểu Mãn đi chạy trốn, bọn họ từ lâu đã âm thầm câu kết với bọn thổ phỉ này rồi. Yêu Kê ở đâu? Yêu Kê đang ở đâu? Trong thành. Đừng căng thẳng. Tôi tìm anh tới là muốn tìm hiểu vài chuyện. Anh quen với con gái tiểu bạn của tôi từ khi nào? Là ở trong núi. Lúc đó tiểu thư với Triệu Kinh Trập ở cùng nhau. Đại đương gia của chúng tôi, à không, chính là lão Tam một mắt cử tôi tới gặp Triệu Kinh Trập mấy lần, nên chúng tôi đã quen biết nhau. Anh đã nói tin tức Triệu Kinh Trập kết hôn với Cốc Vũ cho Tiểu Mạn biết lúc nào? Là tối hôm trước. Lúc đó trưởng quan Âu Dương bảo tôi đưa tiểu thư tới Loạn Thạch Nhai. Tôi thấy tiểu thư bộ dạng vui mừng hớn hở, thực sự không nhẫn tâm nên đã nói sự thật cho cô ấy biết. Trưởng quan, thực ra trong núi tôi đã nhìn ra tiểu thư vô cùng thích Triệu Kinh Trập. Tiểu thư dịu dàng, tốt bụng, học rộng, hiểu lễ nghĩa. Tôi nói tiếp đi. Đều tại cái miệng này, tôi không ngờ tiểu thư lại tức giận như vậy. Anh nói cái gì? Triệu Kinh Trập sắp kết hôn với Cốc Vũ. Tiểu Mạn tiểu thư à, cô nghe tôi nói đi. Là cha tôi bảo anh nói như vậy, hay là anh tôi bảo anh nói như vậy? Không có. Tiểu Mạn tiểu thư à, lời tôi nói đúng là sự thật. Ngày mai là họ thành thân rồi. Tôi không tin đâu. Nhất định là các người không muốn để tôi gặp Triệu Kinh Trập nên mới lừa tôi như vậy. Tiểu Mạn tiểu thư à, Triệu Kinh Trập là đại đương gia của chúng tôi, Thành Cốc Vũ là áp trại phu nhân của chúng tôi. Yêu Kê tôi có mấy cái đầu để dám bịa chuyện của họ chứ? Không phải là tôi không muốn đưa tiểu thư tới Loạn Thạch Nhai, tôi thực sự là sợ tiểu thư. Triệu Kinh Trập, tại sao lại lừa em chứ? Tại sao lại lừa em chứ? Sau đó tiểu thư đã chạy mất, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên đuổi theo sau. Vừa đuổi đến trong thành. Tiểu Mãn à, em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì nói với Trình đại ca đi. Tiểu Mãn làm sao vậy? Tiểu Mãn sao vậy? Tiểu thư với trưởng quan họ Trình nói chuyện rất lâu. Lúc đó tôi sợ hãi cũng không dám nghe, cũng không biết họ nói gì. Tôi đã trốn mất rồi. Ngày thứ hai là hôm Triệu Kinh Trập với Cốc Vũ tiểu thư thành thân. Tiểu thư nhìn thấy cảnh thành thân đã chạy mất. Vốn tôi muốn đi cùng tiểu thư, nhưng mà bị Trình trưởng quan ngăn lại. Trình trưởng quan nói muốn giết Triệu Kinh Trập và Cốc Vũ tiểu thư để trả thù cho Âu Dương trưởng quan và Tiểu Mạn tiểu thư, nên bảo tôi đưa họ vào thôn. Nhưng vừa tới cửa thôn, anh ấy đã bảo tôi đợi họ ở cửa núi. Sáng nay tôi mới biết, thì ra Triệu Kinh Trập đã sớm có chuẩn bị. 11 trưởng quan đều bị bao vây. Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.路上的
黑夜，一瞬间的遥望，像无法拒绝的一生，短暂却漫长。睁开双眼，闭上双眼，有一道光是我能倾听到的地方，最初的天空，灿烂的天倾听到的地方，最初的天空，灿烂的天堂，生生死死，心中明媚着永远的。